Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì mình có một cái chuyến đi câu tại một cái hồ dịch vụ ở trên gần Ủy ban Nhân dân xã Long Hậu. Thì cái mục đích của mình quay ra làm cái video này thì là mình test cái độ trâu, độ bền và cái độ sình của cây cần và cái độ cong của cây cần nó như thế nào. Thì mình xin nói trước là trên clip nó sẽ có một cái số từ ngữ hơi tục hoặc là những cái hình ảnh nó hơi ngộ tí, thì có gì anh em hãy bỏ qua cho mình, và nếu anh em cảm thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, một comment, một like anh em nha. Mình kính chào anh em, thì chúc anh em coi video hay giùm mình nhé. Chào anh em nha. Hiện tại thì mình đây, mình với nhân viên của mình đang ở hồ câu khu vực mấy từ từ lại hồ câu khu vực Long Hậu anh em nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cây cần Spanky Mazurak Spanky 4 phút nha. Đây. Ở cái hồ này thì nói chung là cá tương đối là ăn tốt nhưng mà nó hơi nhiều. Đó. Từ từ thôi. Anh lại tôi đưa anh lên cho anh coi. Chậm lại bình thường thôi đó, ép từ từ thôi em, đừng ép như vậy, ép từ từ thôi, vừa thôi em nâng lên quá cá lớn nó gậy học cần đây. Đó, quay lại đi, nó chạy để cho nó chạy, còn nó muốn thả đó thôi nha, thả nhiều quá bây giờ không câu được nè. Cái vô đây, ừ cho nó chạy ra luôn, con cái đấy đâu mà chạy, đợi cả nó chạy, để cho nó chạy, thôi dở dở cần lên từ từ đi. Ừ đúng rồi, bỏ đứng cần ra ngoài chứ sao ép như vậy. Vô đi. Ừ. Gạt cái gạt ra. Mình biết cái này.
to nhỏ anh. Con anh giăng lên nãy con cũng bự vậy. Quay nhanh chúng con bự. Rồi. Rồi để luôn. À, anh nói luôn đi, anh nói luôn đi, em kéo vô mà. Cá bậy rồi, cá này làm bậy rồi. Cá này làm bậy rồi. Rồi, trời ơi. Rồi, cá làm bậy rồi. Gì vậy? Em mượn. Vậy, vậy còn liên tiếp bạn này bệnh hả? Nó có mượn đâu. Kêu hai đứa lên lập tao không thích. Nhỏ. Con nó con nhỏ hơn con của em á. Dạ. Mày anh nhìn nè. Đúng rồi. Không. Sao đây cá nhỏ nhỏ. Số mình một cá bự ra. Cố lên anh, bây giờ tới chiều. Không có bự đi không kỳ lắm á. Dạ có con vợ con cao con hai con chắc được chút chứ. À, xin chào anh em nha. Đây là mẫu cần Masurac Penguin 4 khúc. Thì trên tay cô bé đang cầm thì với cây cần này là cây cần máy đứng size ML 664 là dài 2m anh em. Quen thì quen Fujika Agonai. Đây. Thì đây là có bình thường không? Rồi. Nó chạy để cho nó chạy cứ cầm nữa. Thì nó chặt đứng đầu lên miếng. Đó, ừ đúng rồi, cứ vậy đó. Rồi. Dính nè, tự tin luôn á, không dính đậu quần. Cái này cũng xuống đây cầu thường lắm mà hô ông đổ cá thì ông tuần tuần bữa giờ cũng tuần rồi thứ bảy tuần tuần nè. À. Cái gì ta ừ, em bán cái này em biết mà anh. Đi test cái cần mà cái. Con này cũng bự rồi ha. Không, con này nhỏ. Chạy cũng dữ quá rồi. Rồi con này nó không chết mà. Cái
Giang ơi, báo em mượn anh Giang. Bắp nhỏ bữa đó anh Giang. Bây giờ trên lều luôn nè. Ừ. Cái này cũng làm như vậy như trái hình bán cá rồi. Nhưng mà cá quýnh cũng được, cá bán cũng rẻ. Dạ. Cần cong đều luôn nha anh em, bốn khúc nhưng mà lớp nói một đây, đây là khớp nói và đây nữa, thì anh em thấy nó không đều, cong rất là đều. Lên rồi, lên. Thôi nó móc kiểu này thì đường nào mà xảy nổi. Không chạy. Móc mắt trên nữa. Móc mà nó trổ ra luôn. Thì mình chơi lầy đi bác ơi.
Vô lẹ đây. Anh đâu ơi? Nếu mà tụi em xuống thường xuyên á thì 3 ngày nữa anh xuống câu là sẽ đẹp hơn. Tại vì lúc đó cá nó bởi rồi, cứ chừng lâu lâu quýnh, chừng 5-10 phút nó mới được ăn, chứ giờ cứ đường con thì quýnh thịt lắm. Thật sự nói câu nó chán. Anh nói đúng không thầy đó, cứ quýnh cứ đường con thì riết cũng chán cũng như vậy đó. Anh bạn ở đâu rồi xuống câu đây? Tụi em trên Bình Dương. Tự Bình Dương xuống đây hả? Nó gần mà anh. Anh có tin là từ Bình Dương mà em đi Bến Tre em câu tới 12 giờ sao không về Bình Dương không? Trời đất ơi. Bốn khúc nè. Đây, tại vì tôi cũng có mấy ông bạn ở bên Bình Thạnh á. Ồ, chém lá anh em ơi. Dạ, chích lửa chích hết nha anh em. Rồi, cá nhỏ quá. Mình xin thả lại. Về với mẹ nha. Uống thuốc ở đâu ta? Nào. Không biết ạ. Ush.
anh nha. Mày nhiều luôn à. Sao vậy? Bữa sáng giờ cái đường con